chúng ta lại đến với khoa học hiểu và phát triển giao tiếp cho trẻ có rối loạn phát triển. Người nói thì phải có người nghe, đúng không ạ? Người diễn đạt thì phải có người tiếp nhận. Không thể là cả hai người cùng nói cùng một lúc với nhau được thì hóa ra đó là cãi nhau. Có nhiều phụ huynh nói với thầy là con em bạn ấy chưa biết gì đâu thầy ơi. Bạn ấy cần gì ấy, bạn ấy chỉ kéo tay em để em giúp thôi. Như vậy nếu như mà bạn ấy chỉ kéo tay em để em giúp, có nghĩa rằng là bạn ấy đang ở mức độ 2 này. Khi mà mình nói cho trẻ, mình cho bạn ấy thấy cái khẩu hình miệng của mình. Đồng thời khi mà mình nói cái động từ hoặc là cái danh từ nào đó thì nên cho trẻ thấy được cái hành động đó hoặc là cái đồ vật đó bằng cách mình sử dụng đồ vật trực quan